bẹp nó nằm rồi thì nào còn non thì lấy nữa không còn bẹp. Cái này nấm nấm gì mà nấm ma đông cô. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Mẹ Non nha. Chào cả nhà. Vừa tôi cũng thả tim mà. Bữa nay bà bác này đặt chờ gọi ngay chân này rồi. Để nó kéo đi, kéo mà dễ cắt hơn. Bữa nay mắc cỡ. Thì bữa nay thì cũng chia sẻ cả nhà nhóm được một đứa cháu gửi tặng cho một con heo heo sữa nha cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm món là heo sữa nấu nấm. Thì cái món này á thì cũng mình được một người anh, đó là anh hai của Mập á, chia sẻ lâu rồi. Anh hai nói là đó là nhóm có dịp á thì mua cái heo quay, cái nhất là cái bắp giò về mình sẽ nấu nấm, giống như mình nấu nấm các loại nấm, nấm mèo rồi nấm bông cô nè, rồi táo đỏ, thêm nữa là cái gì ba loại rồi mình sẽ nấu giống như cái tìm cái giò heo cả nhà, giống như mình nấu củng vậy đó, mình ăn kèm mình nhúng rau cầm ô rồi cải này kia. Thì hôm nay có dịp thì nhóm làm thử nha. Tính nhóm hôm gài là định là mua cái đùi con heo quay ấy về nấu, nhưng mà được nhỏ cháu nó tặng cho nhóm được con heo mình, cái này mình chơi lớn hơn nguyên con heo sữa luôn. Heo này 4 kg không được. Do cái đầu heo thì mình quay không được cái nhà, mình quay nó sẽ vi phạm á, mình cắt ra chứ nguyên con luôn nha. Nhà người cháu này cũng có lò quay nữa nè. Sữa nhưng mà ngon ha. Quay cũng khéo nha. Ừ, ăn cắp cái này thèm quá chạy. Quá. Chắc lưỡi quá. Con heo nó nhỏ cho ngon chạy ơi. Yeah. Cái đó ngon đấy, cục đó ngon đấy. Con lẳng mà. Gì sao? Cái cục đó ngon còn cục cái gì? Không, chắc đang đang ngồi nấu ha. Năm cục đó ngại rồi. Lại chèo. Ăn có kỳ không? Không có kỳ gì? Cục đó kỳ vậy? Thôi anh ăn cái này chứ. Thôi có ơi kìa ăn kỳ chứ. Ăn lắm không? Nè sướng nè. Sướng nhóc nè. Chuối ngon. Cái này nhận được quà khủng. Ngon ha. Không, cái này chỗ này ốp vừa ăn. Còn ngoài đó thì mình hái thêm nấm rau ngổ kìa. Ngổ mình mình giống đó. Đã rồi. Quá trời ngon. Sao mà nó lặn có ít á. Ngày mà được bữa nào được con về hai cục chèo ngồi xé ăn không cái đảm này. Chấm muốn tiêu chanh rồi đó, chấm nước tương tỏi ớt. Ngon lắm. Hết rồi. Hai thằng ăn hết rồi. Hết rồi. Không ai ăn gì chứ chị không, nếu mà ăn vậy á mình đốt than mình hơ lại cái cho nó nóng cho nó giòn lại cái mình ăn không vậy đó. Nó ngon. Không dỗ lại ớt vừa ăn đó. Màu nó đẹp đó. Ngày mai là gia đình Nam sẽ đi Vĩnh Châu, năm giờ rưỡi mình sẽ xuất phát. Bữa nay Dượng Dượng Len. Dượng Len là cô giả. Cô giả, cô táo. Dượng táo. Tại chợ. Nhóm có đi Vĩnh Châu chơi rồi hai chồng chủ Dượng táo có tặng cho nhóm một bọc táo. Chuẩn bị đi làm quà đi chơi, đi xuống Vĩnh Châu thăm ní của cô bác năm tài trợ nửa ba ổi nữa kìa. Ông bác tài trợ cho một ba ổi nè. Bả bẻ nào mà bẻ nào bẻ giờ bẻ không nổi thôi à. Có gì mình đem đó cả nhà. Chí bữa nay được 15 chưa ông bác? Có 11 à. Vậy hạ xuống hả? Cũng 11. Có 5 bữa 12 luôn ổi hả? Ổi. 12 á, không sụp đâu. Quên, ông bác có cầm tiền đâu mà biết. Coi vậy cho tao bán, biết rồi. Bác rồi. Bà bác nào đâu có bán. Đâu rồi, không có ổi, bán. Nãy đi ngang ổi của ông chú nè, ông chú ổi này nè, nó chết muốn hết luôn. Nó cày mấy bậc cao, nó chết muốn hết. Ổi này ổi cục đỏ nè. Ổi thứ của con với lá bự á, thứ loại lá lắm. Mình chặt con heo này ra, mình nấu. Cái heo thấy cưng quá. Heo này mà nó giòn chắc ngon ha. À mà con heo này chắc người ta mua, chắc nếu mà người mà đi lại rồi mình mua chắc heo chắc cỡ như chị mấy không ta?
cái tầm đó, biết, cái cả đó không mua đâu biết. Không, con heo này hồi lúc chưa nó ship lại tới á. Con nghĩ là Út nên chặt bự bự đưa đi, đừng chặt nhỏ. Mình nấu cái này mình chặt bự bổ ngon à. Hồi xưa ý hồi chưa nó ship lại tới đây là còn nóng á. Rồi ra mình để rồi chịu ra mình đợi nè. Bự vậy ha. Bự dạ, vậy bự dữ. Bự hai đây. Hai nữa. Vậy là vậy ha. Vậy vừa miếng ăn này. Bự chạy chạy làm nấu nó mới ngon. Nhỏ quá. Ngon quá cả nhà. Theo sữa nha, nhưng mà thịt nè, thịt với da thôi chứ không có mỡ nha. À đó giờ thì nhóm cũng ít ăn heo này. Nghe nói heo sữa nó mềm lắm nhưng mà con heo này nó không có mềm nha cả nhà. Nó rất là dai, nó rất là ngon. Có mấy anh là chị về cho heo bự gần như thôi cho em đó heo bự hồi đó ha ở Tân Gia nhà Úc Liễu thì được chị Nhân Lê tài trợ con heo bự rồi thêm ăn mừng lúc bạc thì anh Bớp cũng tài trợ con heo bự chứ chưa có ăn heo sữa này quá hàng đầu tiên có lớp sữa nè con ngồi lớp sườn sườn nó nhỏ xíu rồi nó thật thà vậy đó nhảy ha còn sắm à, giọt không cửa nẻo nào bằng ổi trắng này cũng bán đâu không ổi tao luôn luôn này sắm ngọt vậy hả mưa xuống nó lạc hả không phải bị rửa mới mút nên một phòng cung mít không mà nó thấy ngọt mà cái trái này chín này nè cường nó này chín chín không có giòn giờ mình đẩy phòng cung mít thì cả nó thử. Thôi à, chơi cô ăn hột không sợ gục thừa xui vậy dạ, đúng rồi người ta không cho ăn ổi mình là không cho ăn hột á ăn nó ngon thiệt đó mà xui rủi cô chú anh chị lỡ nó gớp vô nó công đi mổ rồi tốn tiền các bạn không phải tốn tiền cũng sợ gì sợ, kiểu sợ đau á nhịn ăn chút cho nó lành còn không gì với mấy đó kỹ đi cha ra không có cửa mà cha sợ cha không sợ ta vinh ăn cắp cha mà sợ ăn cắp vinh không nổ rớt cha đau hỏi con bà bác ăn với bà bác năm đây anh đã nói ai ăn da sẽ ăn đã được cái ruột đó là ăn ruột cái ổi này ai ăn nhầm người ta không có chịu ăn ruột đã cạp cầm dở rồi là đã bỏ ruột luôn sao có ruột hầm ruột ăn thì ngon thiệt đấy mà thôi còn ngọt nói gì ngon tí xíu mà xương rửa mất công ở đây phải không ở đây á ổi chín á là mình bỏ còn ở ngoài nhỏ em có nhỏ em thứ tư ở ngoài Mã Lai á mỗi lần nó đi hái ổi phải không cái ổi ra đỏ là dặn trước á dặn ổi chín à ổi chín á nói mày á đi mày ổi á có ổi chín cây mày để dành cho tao hết nha có bao nhiêu để hết rồi ổi chín cây của mày nó ngọt nó thơm quá mà thiệt ổi trứng cây mà nó ngọt nó thơm thiệt vậy biết không ở ngoài á không có đủ ổi bán ừ tới nhà lấy thêm bộ chiếu đặng đi bò cua nha bữa rồi hôm bữa mẹ dẫn con đi ra ngoài con cỏ đó áo dài tay với cái quần dài cho mình cái lâu quần thể dục có bao lâu đẹp không có hai mình chặt ra để nhà cho mình thở ngon ngon ha cho vô ít dầu hào nha nấu cái này thì cũng như là mình nấu bắp giò heo nấu củng vậy cả nhà cho heo vậy như này cho nó thơm món này độc lạ độc ra rồi ăn nhớ mà anh hai với anh với mà cháu nó hai ăn ít tỏi thơm chia sẻ cách nấu anh hai chia sẻ à cái món này anh hai chia sẻ hôm bữa nhóm đi Tây Bắc ở cả nhà lên sân bay Tân Sơn Nhất ngồi chờ máy bay đó anh hai đói bụng mà anh hai anh ngồi anh nói là thứ nhất là cái món gà chấm đá mà chặt cục ra là nấu cháo và nhúng vô đắng ha là một món thứ hai là món này nè trời ơi em mua bắp giò em quay đi ha về rồi em nấu cũng như là nấu củng vậy đó rồi bắt đầu em mua rau nhúng trời ơi nó ngon dữ lắm hôm nay cái này em được nguyên con heo thôi chứ không được cái bắp giò nữa anh hai mở mà đi ra ngoài mà ngồi ở trên trang chỗ trà trang chấm máy bay đó chị sân bay á mà mình đói bụng muốn chết nhưng mà nghe ông kể mà nước miếng nước á thường thường á là đói bụng cái hay nhớ những cái món ngon nhớ không nhưng mà mình ngồi đối diện đó là trong đó cái khu ăn uống
có một cái khu ăn uống ở trong sân bay á, thơm. Chân chậu chạm chạm dừng chân nha. Dừng chân á, trời ơi, ổng vô mở mà thấy ổng xú vô cái tô phở hả bữa đó mày, anh ăn phở á. Mà anh ăn gò mồ hôi ảnh em thấy là ướt áo anh luôn á. Có người bạn tặng cho cái bộ tách trà hai ông làm hoài luôn nha. Người bạn ở Đồng Nai. Đồng Nai. Để con đi đợt này con đi chơi về con mua bánh lên, bởi vì giờ đi mua thì không còn kịp nữa. Bởi vì dắt này chiều rồi. Để con đi chơi với Vĩnh Châu về cái mua bọc bánh về để dành cái bát cháo mình lên quay cái uống bánh bình nhé con. Bình nó có bánh rồi cũng uống lại gai. Uống cũng quen. Quay chưa? Mà cả nhà uống nước trà nha, uống nước trà với mà với anh Mập. Cả nhà mình không biết cái người bạn có Mập tặng cái bình chốt liễu đây cũng là bạn thân của Mô Mập đó. Cái bình này nè, y chang bà chủ tặng vậy đó, bình do vậy. Mỗi lần này về đây chơi là nhớ anh Mập quá trời, ôm Mập hôn chục vậy. Bạn có xem được clip hai hôm nay thì bạn cho mình cảm ơn bạn nha bạn. Tặng mình bộ tách trà đẹp quá à, khán giả ai cũng khen hết trơn á. Nghe nói bạn đó của Út Liễu với cha Nam mà dụ uống 5 lít bia uống 5 lít lon. Bạn này là uống bia ngộ lắm nha. Nửa lon coca ấy, nửa ly cái gì coca phải không? Nửa lon coca nửa lon bia. Ờ. Pha chung. Ờ. Mà uống dám có ăn thùng. Ngoài cá đâu ăn. Mèo ăn vô dắt chưa vô niệm rồi uống niệm coi. Dạ kệ sáng đi chợ đó. Dắt chưa nằm phòng lý ngủ nói lạnh chứ lý. Mấy bữa nay ông Mập không đi về bản buổi trưa tôi kêu ông đi dân lý. Đi ra mà lại đó. Lại mấy bà đập á. Để cho con gái mình xuống dở. Anh đó cầu quá đó mày cầu nhiều sợ cả 2 kg luôn á. Cá vậy dục. Nó mà Vậy tôi chạy gì với tôi kiếm ạ. Đây. Chứ giờ không có cá được này. Đây. Cầm cái lấy cái tay lưới về tôi ra tôi ra. Xếp về cho ông Quyên với miếng thịt. Ra về ngủ nó bằng nổ ra nước mắt. Chết. Chưa quên. Bữa nay mình mấy trái em? Là món này mình chuẩn bị 3 chén gì. Giờ này bữa nay là nó hơi cứng hơn nữa nha. Ăn không kịp. Ăn không kịp luôn á nha. Còn cây vừa sai hình như cứng vậy. Cứng nè. Để lên để vừa cứng. Nè, quay đường quay cứng nè. Tối nay mưa bắt nằm. Ừ. Tối nay mưa quá. Mình xào ít, mình xây ít củ hành tím với tỏi này cả nhà cho nó thơm á. Đây là cái số nấm mâm cương nè, với nấm mèo nè, mình sẽ xào nha. Tại vì heo quay thì quay chín sẵn, cả nhà mình nấu không có lâu. Cho nấm mâm cương đi. Nấm mèo nè. Lạ quá. Mình xào cho nó thơm. Đây cái thịt heo mình ớt nãy giờ nó cũng thấm nè, cho mình xào chung đi. Mình nấu cái giò, cái bắp giò heo tươi á, thì mình chiên, mình ớt xong rồi mình chiên. Chiên xong rồi mình mới nấu, mình nấu cho nó gừng mềm, mình mới để cái hỗn hợp rau củ này vô. Tại vì cái bắp giò thì mình nấu cho nó rượu luôn á nha, mình nấu tới nó rượu luôn á. Mình cần nấu lâu, còn heo này thì quay chín sẵn rồi, mình nấu không cần lâu không. Xào cho nó thấm ít gia vị như đó, để cho mình để nước dừa vô. Thơm đó cả nhà. Tính ra heo tính ra xào hơn nửa chảo rồi. Thơm quá. Dừa này nấu ngọt dữ à, dày chúng ta. Dừa này mà hôm bữa gan tép lên Mập mà có dừa này á, mình cạy rồi mình gan chung, kho chung á, ngon lắm. Trời.
tao chặt tao sắn xuống vậy đó, cường dạt ngang rồi, bởi vậy nãy lên không nổi. Dạt không biết chặt là chặt khó chặt. Nãy lên không nổi, giờ này nước ngọt lắm. Nó mình chặt cái mình biết ý không? Dừa cả nhà, mình thêm nước, mình thêm nước, nước tập vô đi. Mình cũng cho vô trái táo vô luôn nè, trái táo nấu nó cũng lâu lắm đó. Mình nấu cho nó mềm luôn á, thôi mình ăn cái trái táo nó sắp xốp, nó không có thấm á. Nấu cũng lâu lâu cho nó mềm. Món này lạ nha cô chú anh chị. Để cho nó ngon lắm, cái da của nó người ta quay cái nó phồng phồng lên á. Dạ. Nó dập dập lên nè, nấu nó thấm cái gia vị của mình. Cái này mình phải lấy cái mâm á. Cái mâm hả? Cái mâm múc cho nó bằng da mình mới nhúng lẩu, nhúng dao rồi. Mình thấy nó hấp dẫn. Cái nồi đó con mình bỏ nhiều rất nhiều liên tục. Còn lại đó mình bỏ dao. Nay ăn mồi thì không ăn dao. Nay ăn mồi á. Chị Hương nói sao mà dao ít, nó bữa nay ăn mồi đi. Nay ăn nguyên con heo luôn mà. Nhiều mình ăn thịt đi. Gái cơm ít không? Cái này đi. Ăn hả? Con này em ăn cơm chưa? Chưa. Cái nấm đồng cô nhìn như cái mỏ con heo vậy đó. Thôi á. Bóc lên đi, chịu hết nổi. Rồi mình mời cả nhà nghe. Cả nhà ăn cơm chiều. Cái gì mà người ta chịu hết nổi như vậy? Tao cha tụi rồi chịu rồi có nhiêu á. Không biết cô nói dấp không? Mình nấu nướng cơm không? Mình nấu rau vậy mà nhưng mà nó rẻ nha cả nhà, chứ nó không có mềm, nó không có liệu. Em quay cái kho cho nó thơm mùi nó quay ta. Cái nhà mình ăn cơm luôn nha. Rồi cái nhà ăn cơm tối rồi nha. Quên mày. Mà anh hai. À, em ơi cái gì cháu gái. Anh hai ơi. Ừ. Quá. Trời từ chiều giờ dậy rồi từ lúc 4 giờ chiều giờ. Cái mùi vị nó sao ta không hình dung ra được nè. Sao bà bác như kho nước dừa không bà bác? Ừ. Món này lạ quá không bác? Chưa hình dung ra được. Bác thấy sao? Ăn cũng được nè. Ăn cũng được hết bác Năm. Ông bác chưa kiếm được không có đâu nha. Ông bác chứ bà bác mà đi làm ban giám khảo là đậu hết. Sao cũng được. Cho đậu hết. Ngon dễ ăn. Nấm mình ngon quá. À, em gấp lại nha, miếng này là em mời trước là mời cháu gái ăn với gia đình của dì miếng. Rồi em mời anh hai nha, đã cho ý tưởng nhóm em nấu cái món này nha. Mời cả nhà mình ăn cơm. Mà anh hai mời cháu gái luôn nha. Đông rước món. Nó nhạy như cái miếng ba gọi của nó. Để cho ông dân. Mày rau hổ nè. Hai ra thành nước. Hái còn hỏi luôn cọc thứ hai cả nhà. Chà đợi chịu giờ đó bụng quá. Cần món nào cần thích lắm. Mềm. Đã. Ngon lắm em. Làm gì đó đồ ngon chứ. Mình nấu để lửa cho view chịu vậy. Ngon quá. Trời ơi. Giờ chèo chèo ăn mình chèo khen quá trời. Quá nóng luôn đó. Nấu em cái nấm à. Một chấm cha. Cha tới thằng nấm anh tôi. Còn gì thích nữa không? Cỡ thích ăn. Tắm cái gia vị mình vô. Mình kho này có nước dừa nó ngọt ngọt. Nó thơm cái mùi thịt heo quay dễ ăn á.
quay thì thôi lại nghe nó ngon rồi. Đám thì nhà bà con này cũng cho một cục về đủ ăn thôi chứ đâu có cái còn đâu mà khó. Cho một cục cái về là nó chặt ra gói gạo hết rồi tới nó khó không? Này, cái món này lạ quá cô chú anh chị ơi. Nhìn thôi chứ không biết cái mùi vị nó làm sao, không hình dung được. Do cái món anh hai gợi ý là kiếm khi nào mà được nguyên con heo sữa về cả nhà. Mình kho dưa cải để bữa nào đi mình kho, mua cái giò gì mình kho. Bữa nay mình nấu cái món này đi. Nhà nó nhỏ cháu nó mà nhóm mà ăn ngon phải không? Lâu lâu tặng đơn con nữa. Cho nữa hả? À, hôm nay ăn xong là tạm chia tay bà bác ngày hay ngày á. Ở nhà buồn rồi đó. Dạ. Nhà mỏi liếc coi đỡ rồi nè. Thấy tụi con. Bất năm ở nhà buồn có tụi con đi tụi con vui. Tại vì tụi con đi hết gặp lại bạn tụi con thất lạc rồi. Nên là tụi con vui, trong lòng vui lắm. Mình xa gia đình thì tạm thời thôi, bất năm tụi con cũng về. Cô chú anh chị nhớ đón xem cái cuộc hành trình của gia đình Nam nha. Nói chung là Nam sẽ bắt chọn những khoảnh khắc mà khi mẹ Nam gặp lại những người bạn của mẹ. Trang lâu rồi, bạn này lâu rồi. 25 năm. Không Nam biết ra, cháy rồi. Không biết gặp lại bạn con thì tới lúc đó thì không biết cái cảm xúc con làm sao chứ. Hồi mấy lần mà con định đi đó là con muốn đi đó là con nôn nóng tới con xúc động luôn, tự nhiên nằm nhớ tới những cái kỷ niệm mà hồi xưa bạn bè con bảo bọc con á, là chị em sống đạm bạc mỗi ngày đó, nhớ cái con xúc động khóc mà không biết tới bữa gặp lại không biết con có khóc không, thấy vui quá chứ quên. Nói chung ra bạn của con Hương là gỗ mập đi là cách đây ít gì cũng cỡ 5-6 năm rồi đó, là trước quay YouTube lâu lắm, nói bữa nào á hai chồng mình đi xuống đó kia, chơi và kiếm người bạn của em hồi xưa mà, nhưng mà nói thôi chứ chơi luôn chứ đúng ra là đi 5-6 năm trước á, lần nào tới mùa xài cũng nói bẻ xài xong đi mình chừa lại ít xài ngon á cho nó thiệt là già, giờ bẻ xong trên cái chừng nào mình đi mình ra mình bẻ mình xách xuống mình thăm bạn cho bạn luôn, mà nói hết mùa này tới mùa kia mà trôi qua mùa rồi đó như là mừng quá, như là chị Hương xuống dưới gặp bạn mừng quá rồi có cho Út Cường ôm ké được không? Đó, hỏi Út Liễu chứ hỏi chưa là bạn của chị Hương vậy chơi bạn của chị Liễu. Hương mà như là cho Út Cường ôm ké được không, mừng quá cả nhà cũng như là mừng tiếp chị Hương không lẽ mới chúng ta kết thúc clip liền. Ôm được. Ôm mấy chồng của nhỏ bạn chị á. À, mà nói gì nói lâu quá tôi mới gặp ní. Không là nghe điện với chị Hương không mà mình cũng muốn gặp tên ní mà không là chăm quá trời mới tới ngày này rồi ha. Ôm nhảy lên tinh. Bạn của các con á, bây giờ con còn tìm ra được, còn bạn của bác Năm giờ dòm tháng tìm không ra. Bạn Năm bị lâu quá giờ tìm ra. Giờ dòm nhìn cũng hết biết, còn không biết được. Không biết giờ còn không bác. Nhưng giờ còn qua cái đợt dịch không biết còn. Cái đợt dịch biết còn. Người lớn tuổi thì yếu cái sức đề kháng đó bác Năm. Còn trẻ mình thì còn sức đề kháng, còn có thể chống chọi. Mày à, nằm giờ gửi là xuất phát đi xuống rồi kiếm chỗ nào ăn sáng này kia. Cái nước cho giờ cũng cỡ 7 giờ. Vậy mà phút tiền nữa em. Chứ Thái Nguyên. À, nhóm mình đi là 7 người nghe cả nhà. Tại vì ngay chân nghỉ hè nè nên Phúc với Thái Nguyên nó cũng muốn đi trải nghiệm. Rồi dịp này mình không cho nó đi thì vài tháng nữa thì nó vô học rồi nó đâu được đi đâu. Làm mà chị điện ra bạn chị nghe nói với cua quá trời á. Đúng rồi. Nó nghe nói cua. Bạn nghe nói ở dưới nuôi cua nó thủ đồ theo sẵn lại nó đừng đi bắt cua gì ra đó thủ đồ hết trơn. Thảo Nguyên thì không đi, Thảo Nguyên ở nhà đang lo cho mèo cho chó. Mập với em miếng cơm tái. Nghiệp nói bữa nay đi mua lứ đồ đang cho mấy anh em xuống dân lứ nè, cũng chuẩn bị kiểu như cái tạo cái điều kiện á cho nhóm mình xuống quay. Không thì nó nói đem theo cần câu thì kiếm cần câu đi theo cần câu hả, đem câu theo
cho một phút mình có đi với rau để chơi cho biết. Còn này nè, là Bắc Nam. Anh đi Bắc Nam. Xong rồi đi Cà Mau đó, nó cũng muốn đi mà lúc đó còn học á. Với Cà Mau xa quá à. Nó chạy không nổi. Rồi nghe nói ở Vĩnh Châu này thì gần tầm hơn 40 cây thì nó đi được. Nếu mà 40 cây mà mình chạy mình cầm quân thì chắc cả 1 tiếng hỏi đi vậy. Tiếng? Phải tiếng đó. Tiếng mình chạy nhưng mà mình chạy tè rồi ghé quán ăn rồi chắc cũng tầm có 1 tiếng rưỡi. Chứ 40 cây mà nếu chịu chạy thì đúng 1 tiếng. Chưa mắt ra để nó dài còn. Là mình xuống Vĩnh Châu đó là nó cái huyện đó là nó giáp ranh với Bạc Liêu luôn cô chú anh chị. Là mình phải đi ngang Trần Đề là huyện Trần Đề. Là đi ngang là cái chỗ mà chỗ mà đi ra Côn Đảo, đảo Côn Sáu đó. Đi ngang đó hả? Không, mình đi ngang thôi chứ mình không đi vô trung tâm. Tại vì đúng rồi, đi ngang đó tại vì hồi mình đi xuống đó đó. Mình xuống là mình vẹo đây, mình vô cái cảng mình ăn. Đó là 40 cây hả? Không, đâu có đi đảo đâu. Trần Đề xuống đó đâu có nhiêu cây, đây chúng mình xuống Trần Đề là cảng Trần Đề 20 cây. Không có xuống tới cảng Trần Đề. Mình phải qua đi xuống mà chỗ cái cảng con nói đó, rồi mới vô chạy xuống Bãi Giá mới vô gạch Hậu Thượng. Hậu Thượng mới chạy qua Vĩnh Châu hả? Không, ở đây đâm thẳng Vĩnh Châu luôn, đâm thẳng quốc lộ Đông Sông Hậu này, đâm thẳng xuống Long Phú rồi thẳng Vĩnh Châu luôn. Thẳng luôn. Chưa không có ghé đây. Gần qua cầu Mỹ Thanh 2. Hồi đó là con đi bán là cái Mỹ Thanh đó, cái chỗ đó là còn phà nó chạy, còn giờ cái bắt. Ủa vậy là gia đình mấy cô vậy là cầu vẫn còn ở chỗ cũ không nè? Không, bây giờ ở cầu Lâm Sông Hậu. Cái chỗ cũ bây giờ là đứa em thứ Út ở. Còn tất cả mấy anh chị em là có chồng có vợ rồi. Ở riêng rồi hiểu. Ở riêng rồi cách nhà bên lộ Lâm Sông Hậu. Cũng gần gần đó em ạ. Gần, cũng gần gần nha. Cô nói là ngày mai mình xuống là mấy anh em sẽ họp lại hết. Tại vì nhóm xuống lần đầu tiên thì chắc không có thời gian để ở lâu cả nhà. Rồi cho nên là mấy chị em họp lại hết để gặp nhau rồi lần sau á. Lần sau nếu mà nhóm sắp xếp có đi được chuyến nữa á, thì mình sắp xếp thời gian mình sẽ ở chơi lâu hơn. Rồi mình sẽ đi nhà từ bạn hết. Để mình quay cho cả nhà mình xem luôn. Mập ca gì đó, đi thăm từng nhà. Đi thăm từng mê, trời hay ha. Nói là nhớ tựa bài liền. Đằng sau đi mặc cái thăm từng nhà, thăm từng người. Nói chung có cơ hội mình đi, mẹ Nam nói hoài này, chẳng nói bà đi đại đi cái đó, bà nói hoài biết nào đi, nói cứ nói là bẻ xài xong là tao đi à, tao cha mày đi à, đi xuống dưới kiếm à, tính đi xuống hoài. Sáng đi chiều về hôm nay mình không nhờ khán giả tìm giùm mình, đi xuống đợi đó mình hỏi thăm thì cũng biết. Mình tại vì biết hết trơn tên mấy chị em mà xuống ngay chân chỗ chợ vòng chùa đó là hỏi thăm ta sẽ biết, nhưng mà nhờ một bạn đó ở gần đó thì bạn nói là hồi xưa thấy chị Hương bán nhãn, tôi bán vàng. Bán tiệm vàng á cả nhà. Em bán tiệm vàng kế đó đó, chị Hương không nhớ em sao. Trời ơi, làm sao nhớ được. vậy là mẹ nói lên là cái chú đó mới nhớ là hồi đó mẹ bán nhãn. Đúng rồi. Chứ coi con không biết. Thì mẹ kể là người chị tên Trang rồi tới Dung rồi tới Minh này kia đó, thì chú đó với cô đó ở gần đó là mới biết mấy anh em hết của cô Trang. Là mới nhớ là hồi xưa mẹ bán nhãn, có người ở đó bán nhãn đó. Chả hết. Quay với vậy. Mình hết tóc. Có hai đứa nữ chạy vô là làm móng vợ cho nhà có con mũi. Mà kế em luôn mà nhìn không ra. Rồi tới một hồi em vô hết tóc á, ở bên này mới dòm vô mới nhìn ra. Hương cù lao, Anh em mộ hai người gái. Vậy là vui dữ không? Mất cỡ hay là ngồi nhìn lên trời không? Nhìn xéo không? Tao kiểu á. Ngồi cái bọn mình đứng đó kìa, hai đứa ngoài nó nhìn ra mày kìa, nó mày thù lắm. Mấy anh em á, làm kênh á cả nhà, thì mình cứ nghĩ là mình quay cái cuộc sống hàng ngày để mình gửi tới cô chú anh chị coi để giải trí thôi, chứ mình cũng không có nghĩ là mình là một cái nhân vật gì đó là lớn lao gì. Nhưng mà có đôi lúc á, nhóm đi ra đường á, Hương hoặc là mấy anh em lại có gặp được khán giả coi á, cái nói trời ơi bữa nay tôi gặp được idol, rồi mình nghe cái mình cảm thấy mình vui mắc cỡ. Mắc cỡ nhưng mà vui. Hôm bữa em đi thành Sài Gòn á, vô chợ Phú Nhuận á,
cũng hai khán giả, người thì kêu là Hương Cù Lao, người thì là Úc Liễu, Úc Liễu kia. Thấy mình đi ngang thôi, ngồi bán rau cải ra trái cây gì đó không biết nữa. Úc Liễu, Úc Liễu mấy bữa trước à, Liễu. Anh gì bên còn cái xe tải lớn cao lắm mà hai chồng ở trên chiếc xe tải mà anh không có để ý. Rồi người vợ nói với người chồng á, anh thấy anh mập không, anh mập ngồi trước kìa. cái anh nghe ông phớ cái tại bây giờ xe con thì anh đậu dưới mà chiếc xe tải lớn á, rồi mình ngoái rồi cái anh dòm cái tại trong xe vẫn mắt anh mập mập. Liếc liếc liền hả? Con quê mất năm rồi, không có quê. Đã con đi có mấy chiếc nè. Mập đi nha, nhưng mà anh mập không có bán bên đó. Bán bên cửa. Thế vậy bên nhà tay không? Bên nhà tay. Tính ra anh mập thương, chỉ có giữ tâm. Anh mập chiều chứ nặng đi tìm bạn.